Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Tiếp tục series mấy trái bóng bầu dục này thì hôm nay chúng tôi sẽ đá penalty bằng chân nhá. Bằng quả bóng bầu dục này. Nhưng mà quả bóng bầu dục này nó vào người thì sợ nó đau thì thủ môn sẽ có cái mâm nhá mọi người nhá. Thì chúng tôi vẫn chơi từ bán kết đến chung kết nhá các bạn nhá. Thì vẫn có 4 người chơi đây. Lại tôi mới bác Ngọt Mạnh thì lại suýt thôi. Suýt. Tôi thắng nha các bạn nhá. Rồi tới. Tôi thắng, tôi gặp Ngọt. Rồi các bạn ơi, vậy là trận bán kết đầu tiên giữa bác Ngọt và Hiếu nhé các bạn nhá. Bây giờ thế nào tôi lại gặp ngay thằng Hiếu các bạn ạ? Tai nhiều lúc rồi. Thì là tôi nghĩ là cái trận này đá bóng bầu dục của Hiếu rồi. Thật, em che mặt vào xong rồi cái bóng này nó đi không có sức lường trước được đâu em ạ. Đá sang bên phải nhưng nó lắc sang bên trái em ạ. Các bạn ơi, hôm nay tôi sút cho bác Ngọt hỏng mắt kính luôn, về cho thay kính mới đi mổ mắt mổ cận luôn nha các bạn nhá. Cho đội nắm mồm mà gợi bớt mấy cái răng đi. Em mạnh hả? Mạnh rồi, em mạnh rồi. Bây giờ em bắt trước hay anh đá sau? Em bắt trước. Ok nhá, các bạn nhá, tôi sẽ okay. Là người đá trước. Các bạn này, giờ sẽ là 5 quả của tôi nhá. Hiếu ơi, ai bảo thật mày che mặt vào. Em cái gì, tuổi gì mà sút? Ơi các bạn ơi, hỏi các bạn hỏi thằng Hiếu nó sinh ngày tháng năm bao nhiêu em ơi. Viết di chúc dần đi, người yêu để ai? Các bạn ơi, khoảng cách độc có 6 mét nhá, lại sút bằng chân phải luôn. Thằng trọng tài cút ra không phải vỡ mồm mà. Ơi. Thôi. Quả này ngoặt đần. Chết rồi. Ngoặt đần sút gần như này. Quả đầu tiên nó đã rốt như này rồi, chứ thôi ăn cờ rồi. Ê. Anh Ngoặt ơi. Đèn đi, sao lại sút quả lệch thế nhỉ? Em vừa mới ăn sáng xong đấy. Rồi không sao bạn ơi. Như vậy là một quả tôi không vào thì quả sau thì tôi cố gắng đá nhá. Các bạn anh ngoặt đần sút ra ngoài không cần bắt các bạn ạ. Quả thứ hai. Ai Hiếu ơi, giữa mặt mà để vào mà. Cứ đẩy lên luôn, đấy có nhìn thấy gì đâu. Ôi quá đây. Cứ đẩy bừa ấy. Cái này quái lực mạnh quá, rách cả lưới khổ thế. Sao cái lưới này yếu thế nhỉ? Không phải, nếu như lực xúc của tôi thường thường là người ta phải đan bằng lưới sắt. Đấy. Lưới sắt thì mới chịu được những cái quả xúc của tôi nhá. Đó, như vậy là 2 và 1, giờ tôi sẽ đá quả thứ 3. Quả thứ 3 của bác Ngọt. Quả thứ 3 nhá. Quả nhẹ thế, thằng kia lại sợ. Thằng kia độc tre, nó bắt thủ môn kìa. Không có tí phản xạ đâu. Toàn sút sạt, sút bóng lên nào, nhằm vào mặt đấy. Toàn sút sạt thì sút làm gì? Không phải, các bạn tôi đối mặt với cái thằng rốt này thì đá cái gì? Đá nó phải có cái tinh thần nó phản xạ lên, đụng che mặt này thì đá gì? Mặt đấy, như vậy là 3 và 2 các bạn nhá. Quả thứ 4. Quả thứ 4 rồi. Rồi. 1. Anh ấy hỏi. Điền chưa? Chưa được các bạn ơi. Bây giờ mà 40 vào 2 thì khả năng cơ hội của tôi là khả năng thua. Không sao quá. Ý tôi vẫn có cái mâm kia, tôi vẫn bắt được. Tôi là giờ đá sẽ quả cuối nha, cố gắng 5 vào 3 nha các bạn nhá. Giờ tôi sút 4 vào 2 mà. Mình các bạn lực cũng mạnh quá nhưng lại không chuẩn các bạn. Mình hơi vừa vừa này. Thôi, quả tiếp theo nhá. Vào. Thôi quả này. Như vậy là tôi là 5 vào 3 nha, 5 vào 3 thì cơ hội hơi ít các bạn. Đúng rồi. Nhưng mà thằng Hiếu thì các bạn cái trình độ rốt của thằng này thì làm sao nó sút được tin gôn. Hiếu bắt đứng ở gôn như kiểu cho vui, có bắt được quả nào đâu. Các bạn này, dạo này em phong độ yếu lắm. Các bạn này nhìn tôi sút cho Ngọt đần vỡ hết mồm này. Không đỡ được quả nào thật, không phải nói phép. Đến lượt tôi sút, quả đầu tiên của tôi nhá. Ui chèo chi đã che thế. Em ơi. Ui các bạn này, lại tôi này. Đại tử này các bạn ơi. Lại sống đấy các bạn ạ. Này nó căn bản mày rốt quá. Các bạn này đại tử bái tôi thành sư phụ đấy các bạn ơi. Bái tôi làm sư phụ ấy. Ít nhất ví dụ bây giờ mày muốn sút vào thì mày phải sút lực nó mạnh mạnh lên tí. Nó lệch được nó sút nhẹ phèo cũng không tin gôn. Hiếu ơi. Thôi tổ tê. Được chưa? Quả đầu tiên của Hiếu đã trượt nhá. Thôi quả này tôi gắng vào để cho nó chuẩn bị chưa? Rồi, sút bắt hết. Bắt đi ui. Bắt thấy không? Vừa sao mày rốt thế hả? Em đá mạnh lên, đá lực, chả có tí lực rồi. Rồi, tan cái mâm rồi. Không sao các bạn, cái mâm này về nó bằng nhôm uốn lại rất là dễ luôn. Mâm này mà anh Côn mang về bảo luyến mà đấy cầm chổi, cầm que mà đấy đuổi vùng quanh nhà các bạn ạ. Hai không vào đấy rồi ngu. Làm hỏng mâm. Quả thứ ba nhá. Vào. Ngọt đần biết bắt đâu mà các bạn này. Nó lấy đây thì mình đẩy ra nhưng nó không đẩy được. Chờ. Ngọt đần đi. Thôi quả này ăn may thôi Hiếu ơi. Ăn may. Mày mạnh à? Em vẫn mạnh mà anh ạ. Rồi, 3 và 1, Hiếu vẫn còn cơ hội, nếu hai quả vào cả hai thì sẽ đều.
Được chưa? Rồi. Anh Quạt chỉ cần bắt quả thôi. Bắt đi ui rồi. Nó bảo rồi, cái thằng này nó có biết cái sút đâu. Ra ngoài thế nhỉ? Không hiểu ạ, thật. Thật em vào đây thì chỉ để cho nó video nó khoảng tầm 30 phút thôi thật. Thì anh thấy em vào đây em chẳng giải quyết vấn đề gì. 4-1 các bạn ơi. Vậy bạn là Hiếu đã chính thức thua bác Ngọt nhá. Quả này tôi đóng hết cỡ rồi. Quả cùng của tôi nhá các bạn ơi. Bắt đi ui rồi. Sao nó rốt thật. Sức mạnh thế mà bắt được thì đeo nào nhỉ. Thế là mày rốt chứ sức mạnh gì. Rốt thế nhỉ. Thế mà con bắt được cay thế nhỉ. Thôi em ạ. Rồi vào dung. Vào đá dung kia đi. Gọi anh là sư phụ thật đấy. Anh truyền hạt anh thôi. Anh em thành sư phụ xong bây giờ em có anh thành sư phụ thành ra cái gì nữa các bạn ạ. Lâm vào một. Xin phải đá cái kiểu gì. Đá thì kiểu vì mưa. Các bạn ơi, vậy là trận bán kết đầu tiên bác Ngọt đó là nhà vô địch. À là nhà người chiến thắng nha. Bác Ngọt sẽ vào chung kết. Thì bây giờ sẽ đến trận bán kết thứ hai giữa tôi và Tới. Tới đây. Anh thích bắt trước hay đá trước? Em bắt trước. Các bạn này, đá với anh Côn thì cũng hơi nguy hiểm. Với anh Côn lực sút nó khỏe. Nhưng mà tôi mong sao là anh Côn đá cái bóng này nó không được chuẩn đi. Lệch. Em ơi, bóng bầu dục là sở trường của anh rồi em ơi. Sở trường nhưng mà cứ đá mới biết anh ơi. Ok, vào bắt. Các bạn ơi, mục tiêu của tôi là 5 vào 4 nhá các bạn nhá. Rồi, quả đầu tiên của Phu Côn. Ui. Quả đầu tiên là rất là chính xác nhưng mà chính xác để cho thằng Côn vớt các bạn này, Côn sút trúng mâm luôn, mâm kêu cạnh cái. Rồi các bạn ơi. Đá mới tới thì chưa cần hết 100% công lực các bạn ạ, chỉ cần 70-80% thôi. Thì quả đầu tôi trượt rồi thì quả thứ hai thì thứ ba thứ tư thì tôi sẽ vào nhá. Các bạn ơi, quả ấy là Côn ghét thằng Hiếu quả, nhìn cái mặt ghét thế. Đá cho nó đi nhặt bóng cho nó xa. Đá 5 quả vào 1 quả. Anh Hiếu ơi, quả này anh Côn mà 5 quả vào 1 quả anh chỉ dùng mạnh rồi. Rồi như vậy là một không vào. Dạ. Yeah. Rồi. Ủa? Đây này Côn nhầm sút bên này cơ. Nó thủ sẵn để bắt bên này. 2 vào 1 rồi các bạn ơi. Không cần lực lắm đâu, ra góc là được lực quá nhiều khi. Được chưa? Che mặt là tới rồi. Quả thứ 3. Ui quả này khó các bạn, nó lẩy xuống đất. Lẩy lên đất. Anh Côn mình không nên nhìn vào mắt anh Côn, toàn bị lừa đấy. Chân đấy. Em nhìn ở đâu em chẳng bị lừa. Toàn lừa đi. Nhìn mắt anh Côn cứ tưởng xuống góc bên này hoặc là góc này. Ai vào xuống sẹt. Thấp xuống một tí. Rồi các bạn ơi. 3 vào 2 vào quả thứ 4. Quả ấy là các bạn ơi, cứ tưởng là tới đẩy được nhưng thực ra là bóng nó không đã ra ngoài. Nhưng mà quả đấy phá được bước. Đúng rồi, quả đấy mà ấy thì bóng cũng lẩy ra. Không vào được. Rồi các bạn ơi, không đùa được đâu. 4, 5 mà vào 2 là ít đấy các bạn ạ. Tôi phải 5, tôi vào 3 mới có cơ hội chiến thắng được. Chưa? Rồi. Tốt. 5 vào 3 vẫn chưa chắc các bạn ạ. Bình thường đá ở dưới đất thì tôi có thể thắng tới 100%. Đá cầm trên tay này chưa biết thế nào được các bạn ạ. Có nguy hiểm. Các bạn ơi, anh Côn có 5 vào 3 thôi. Quả này tôi cố gắng tôi 5 vào 4 là tôi thắng nha các bạn nhé. Các bạn ơi, vừa Côn bình báo sút 5 vào 4 toàn bốc phét thôi. Rốt toàn bốc phét được cái bốc phét tốt nha các bạn nhé. Quả này tới mày 5 vào 4 cho anh cái cho Côn bình cho loại ra đi. Anh Côn sẵn sàng chưa? Rồi, bỡ đầu Hiếu rồi Hiếu ơi. Một một vào một thế là tôi khả năng trong khi tôi 5 vào 5 ấy các bạn ơi. 5 vào 5 em có 500 thật. Thật á? Thật. Được, các bạn ơi, tôi cố gắng đạt 500 ngoài của anh Côn trước rồi. Tới hôm nay mà vô địch có khi ăn. Tốt. Ồ thế này cơ hội tới thắng Côn rồi các bạn ạ. 5 vào 5, 5 vào 3. Rồi thắng rồi, thắng thật. 2 vào 2 rồi. 2 vào 2 các bạn nhá. Ui. Quả đấy định lừa hai con mà không thành công. 3 vào 2 các bạn nhá. Cố gắng lên. 5 vào 5 mất 5 lít rồi. Mất 5 lít rồi. Rồi, quả thứ 3 nhỉ. Thứ 4 em ơi, em ô quả đấy mình. 3 quên đi em ơi. Em ơi, vào là phải tính hết ra đây này. Không vào. Tưởng cái nít này vào rồi. Quả
quả đấy nếu mà sơn bê tông rồi lại vào. May quá các bạn ơi, tí nữa thì ăn rãi. Nó nằm đúng trên vạch bơi thế thôi. Anh Côn vẫn đỏ thế các bạn ơi. Quả cuối này tôi phải cố gắng vào để hòa anh Côn này. Tốt. Tốt. Ui. Ê. Các bạn ơi, tôi đã bảo rồi, đá mới tới thì không cần dùng hết 100% công lực em ơi. Không, quả đấy anh Xuân thôi, chứ không thì quả kia vào là bằng anh rồi. Ok các bạn ơi, vậy là trận bán kết thứ hai rất nhanh chóng đã có kết quả nha. Tới là người thua cuộc sẽ vào tranh 3-4 với Hiếu và tôi với bác Ngọt sẽ vào trận chung kết nha các bạn nha. Thì đéo nào anh em tôi lại để hai thằng già vào chung kết. Anh Hiếu ơi, lần sau chơi trò gì anh em mình chơi hầm hai thằng già này vào. Đá hai thằng già này vào nhiều ghét, anh muốn đấm nó lắm rồi. Đúng rồi, thế là nhục lắm các bạn ơi. Phiền nó. Ôi nhưng mà bây giờ rồi, bây giờ đến lượt anh em tôi tàn sát nhau các bạn. Các bạn ơi, là tới lượt sút trước các bạn nha. Các bạn ơi, tôi bảo rồi hai thằng già vẫn đẳng cấp lắm này gần. Rồi anh Hiếu sẵn sàng chưa? Rồi. Quả đầu tiên này. Tốt. Rất là nhẹ, rất là đơn giản nha các bạn ơi. Như vậy là 1-1, có khi Hiếu lại thua. Các bạn ơi, vừa đã xem tỷ lệ thì là Hiếu đã vào gôn ít hơn và làm Hiếu thua thật. Quả thứ hai. À cái hiệp này thì sút mấy quả nhỉ? Vẫn 5 à? Ok. Tốt. Quả đầu tới từ thường, quả đầu ăn may trước đá hiệp với Côn thế, quả đầu cũng vào. Các bạn này ghét anh Côn mà. À, hai anh em tôi chơi chiến thuật, anh Côn các bạn. Phải chú thần giữa trước cột Côn kia cho anh bây giờ. Cho Côn bẩn đi nhá. Không cần thắng, không cần thắng. Chúng mày làm cái gì đó, làm sao đứng thật đây, chúng mày sút ra có xa được hơn không? Ôi các bạn ơi, quả thứ ba tôi phải cố gắng vào ít, phải 5 quả mới vào 2. Tốt. Ê, chút nhẹ quá, quả đấy nhẹ quá. Hiếu bắt tốt ghê nhỉ. Không, em sút nhẹ thôi chứ những quả sút lực căng như anh Hiếu có bắt được đâu. Rồi, quả thứ tư. Chút. Nhì toàn ra ngoài hết mà tôi. Nào mình sút lệch ấy nhỉ. Em ơi, 4 quả chưa vào quả nào ạ? Đâu vào 1. Tôi thì may vào 1 anh tử chưa vào quả nào. Thôi, cố gắng quả này sút vào để 5 và 2 nhá. Ui, quả đẹp thế mà không vào, trúng xà ngang. Quả này, tới sút quá chân đời, anh bảo chắc định không vào, bắn xa ra cho Côn bẩn nhặt không nghe, mày tủ tệ thế. Anh bảo chẳng nghe gì, thôi vào bắt đi đánh sút. 5 và 1 là không có cơ hội thắng rồi quả. Rồi, vào bắt đi em ơi. Thế đâu anh Hiếu không vào quả nào ấy. Hiếu thì nó cũng rốt nhưng mà kiểu gì nó vào 2. Hiếu mà không vào quả nào thì anh sẽ chôn sống mày. Rồi, chôn sống đúng không? Rồi, các bạn ơi, tôi sút nhá. Cố lên. Bạn gì gần nhỉ? Thôi, các bạn ơi, không vào đấy bạn nhá. 1 không vào. Quả ấy là cố tình nó cũng sút vào gôn đấy nhưng mà nó rớt, nó không tin gôn. Tôi hành Côn bẩn quá. Rồi, anh Côn này, phải thay đổi cho anh Ngoan ấy đi. Phải vái ơi. Cho anh Ngoan chặt bóng à? Cho anh Ngoan chặt bóng này. Quả đá là... Có ai gôn kia không? Như vậy là 1 không vào nhá. Thôi các bạn ơi, tôi phải sút vào 2 quả ra xong mới tính tiếp nhá các bạn nhá. Quả thứ ba là tôi. Anh nghĩ mày không vào được thật thiếu ạ. Vào ấy. Nhẹ thôi, sút nhẹ thì tới loạn thì còn sút nhẹ cũng vào anh ạ. Không phải sút mạnh. Quả này nó lẩy thôi. Quả ấy ăn may thế nhỉ. Ăn may thế nào? Không, quả ấy là hình như nó chút trượt, sao nó lẩy lên. Trượt nó lẩy lên. Mới quả thứ hai mà vừa anh đã bảo quả thứ ba. Quả thứ hai. Các bạn ơi, vừa tôi nói lộn nhá. Vừa quả vào đây là quả thứ hai nhá các bạn nhá. Bây giờ tôi sẽ sút quả thứ ba nhá. Quả này vào đi để giành chiến thắng đã, xong còn hai quả tiếp theo tôi tính sau nhé các bạn nhé. Tốt, quả đi. Lực tốt. Bắt đi, rách lưới luôn các bạn. Quả rách lưới tính thức tôi về 3 rồi nhá. Đối với em có điều gì để nói không? Nào anh Hiếu đỏ. Được, Hiếu quả đấy. Rồi các bạn này. Anh Hiếu ơi, rồi. Thắng em thì nó không vinh quang. Anh biết rồi, nhưng anh thắng mày rồi. Được chưa? Rồi. Được. Chưa. Xem mặt chưa. Nhìn quả bóng mà bắt. Quả này quả đấy đang cả sút mới ngọt mạnh như thế phải ngoan không. Nếu thế quả nào 4 quả vào được 3 cơ à. Quả theo tôi nhá các bạn nhá. Các bạn này, Côn bẩn đứng cột gôn kìa. Vỡ mặt Côn bẩn. Vỡ mặt Côn bẩn. Hại được anh em, anh nhanh lắm. Mà mặt phải hay không thì Côn bẩn nhá, giỏi phết các bạn này. Rồi các bạn ơi,
Vậy là trận 3-4 đã có kết quả rất là nhanh chóng. Hiếu đã được giải 3 nhá. Tới được giải 4. Lào ơi. Anh Hiếu mà sút với anh Ngọt mà sút như lúc đá với em thì có phải hơn không? Dạ, anh bắt bằng mồm, anh ngậm cái mâm anh bắt bằng mồm. Cày thế, để Ngọt nó gáy. Cây thì thôi, hai thằng rốt. Ngựa lon đi ra diện rồi, bóng này. Ờ các bạn ơi, thì bây giờ sẽ đến là trận chung kết nhá. Cháu với bác Ngọt thì hai thằng già thì đấu với chúng nó thì cổ vũ nhau. Nhưng mà giờ hai bác cháu vào loại nhau hết sức mình nhá. Không phải nhường đi. Tôi sẽ đá bằng 100% công lực của anh để làm 1 triệu về gọi đấy. 1 triệu cho quan tâm này phải cảm giác này thằng ấy có thèm chuồng lưỡi nó liếm liên tục khả năng thằng này hôm nay nghiện này các bạn. Giờ tôi sẽ dành 1 triệu về cho nó ít giấy bạc nhá. Quả đầu tiên của tôi này, giờ tôi sẽ đá 100% này. Quả nào phải vào nhá. Đừng nên chờ anh vào đây, ra ngoài. Yo đẹp thế quả đấy, được căng đấy nhưng mà ra ngoài. Thôi giờ cứ đá tin cô luôn, không phải góc nữa các bạn. Giờ cứ đá thẳng người, thằng Acon để sợ không dám bắt. Cháu có phải là Vinh đâu mà sợ. Nhưng mà nếu xuống là người vẫn né thật. Rồi, 1-0 vào các bạn nhá, sang quả thứ hai. Cố gắng dành 1 triệu, 1 triệu này là vì em Tâm nhá các bạn nhá. Múc. Ôi. Thôi, vào hơn 11 lần sau các bạn ơi. Hai quả không vào quả nào nhá các bạn nhá, quả thứ ba. Lực nhẹ hơn tí nhỉ. Anh ngoài đây. Khổ tâm đấy. Ôi sao mình đá rồi tận chung kết đá tổ thế nhỉ? Các bạn này, cái loại rốt này toàn ăn may đá, tán may thì rốt đùa chứ. Ừ, ba quả không vào quả nào nào. Ba quả không vào quả nào rồi các bạn biết kết quả đấy. Thế bây giờ anh đánh đá là rốt chưa, rốt thật chưa, vào chung kết ăn may không? Ai vẫn bênh nhau, bênh nhau cái tôi vả. Ôi em ơi, bây giờ bênh nhau cái tôi vả luôn. Anh nói bênh riêng nào? Bênh nói nào? Trong các cuộc chơi đi vào bắt tên, không có nói đi vào bắt. Ba các bạn. Các bạn đây, như vậy là 3 không vào nào, giờ hai quả cố gắng. Quả này không vào ngọt đần nhá các bạn nhá. Quả vào. Nó rất tem. Quả này mình đã cợt nhả quá, tập trung quả này. Rồi. Như vậy là 4 vào 1. Vẫn các bạn, vẫn cố gắng quả được. Các bạn này hơn cái tí tốt một xíu thôi nhưng các bạn nhá. Đá với Hiếu thì 5 vào 2 thì có thể thắng nhưng mà đá với Côn mà 5 vào 2 là thua. Quả này ra ngoài. Vào. Được. Rồi các bạn ơi, như vậy là tôi là 5 vào 2 nhá các bạn nhá. Thì cơ hội chiến thắng thì cũng rất là ít nhưng mà không sao, vẫn phải cố gắng, lần này tôi sẽ đẩy hết này. Rồi các bạn ơi, vậy là sau 5 quả của bác Ngọt thì vào 2 nhá. Thì giờ sẽ đến 5 quả của tôi. Thì tôi chỉ cần vào 3 là tôi giữ lại được 1 triệu đồng của tôi nhá. Anh em xuống hết ra ngoài tôi, mọi người buồn cười. Cười. Được. Được. Một là một. Hiếu đỡ vô một dính thế nhỉ? Được chưa? Rồi. Các bạn ơi, một là một, giờ sẽ là quả thứ hai. Ngoài, ăn giá rồi. Thế còn đầu. Hiếu ơi, nhiệm vụ của mày giờ ra kích bác Côn để Côn xuống ra ngoài nhé. Các bạn ơi, tôi vẫn còn rất là nhiều cơ hội, 3 quả lứa tôi chỉ cần vào 2 là tôi chiến thắng rồi. Tôi nói thật với các bạn, như đội này hai thằng già này vào được từ đầu cuối chiến may tôi mới tới thật. Thế sao em không ăn may đi? Mày thế. Em bảo anh 3 quả sau anh vào mấy quả lứa nào? Anh bây giờ phải sút hết ra ngoài các bạn mới tin tưởng được anh thật. Em anh ơi, bây giờ phải sút hết ra ngoài cơ. Anh có rốt giống em đâu mà sút ra ngoài. Anh bây giờ phải sút hết ra ngoài cho em. Rồi các bạn ơi, quả thứ 3. Chuẩn bị chưa? Ra ngoài. Hiếu ơi, kích bác các anh em. Quả thủ môn đứng hình rồi nhưng mà đen quá các bạn ơi, sút đúng vào cột dọc. Thôi, luôn. Tôi không kích bác nữa, cho hai thằng già này giết nhau các bạn nhá. Rồi các bạn ơi, tôi còn hai quả vào hết mới thắng được. Nếu mà không vào là thua, nếu vào một quả này là hòa đấy chưa. Quả tư tuyết. Cái này là nó xuyên thẳng à. Hô hấp nhân tạo đi. Khả năng 1 triệu này anh đi chữa rãi rồi chứ 1 triệu này anh không trao em nữa rồi. 1 triệu không đủ. Ôi các bạn ơi, tôi mắc sai lầm nhiều như bác Ngọt rồi các bạn ơi.
Quả cuối cùng của tôi nếu mà không vào là thua ngay, là vào thì mới đưa nhau vào hiệp phụ. Quả thứ 5. Chưa? Tít. Bao. Yo. Vào hiệp phụ thì mỗi người sẽ đá trái một nhá, thì tôi sẽ đá trước luôn. Anh ngoặt đây. Ok. Anh quả này anh bắt được là anh ăn mừng luôn thật. Ok, bắt thì. Được chưa? Rồi. Ăn mừng. Có vào không? Vào. Vào. Quả bóng nhanh quá. Vâng bạn ơi, một cái vòng phụ này 1-1 thì tôi cũng 1-1 các bạn nhá. Đơn giản thôi. Nó là phải cố gắng đá này. Dành 1 triệu về cho em Tâm. Đừng đá vay 1 triệu của em nhá. Cho sao 1 triệu về chưa giái. Nhưng mà giái giờ nó lại khỏi rồi các bạn. Quả phụ đầu tiên của bác Ngọt. Múc. Vào. Múc lưới. Rồi. Xíu. Đái đau thế. Vừa đái vào đây đá giờ mất một hoàn ra thoạt đâu mà đi. Thôi chứ thôi. Mất một hoàn thật. Xem trên cổ quá không? Các bạn ơi, đá ở cự ly gần này nếu mà đá chuẩn xác với lực như thế thì khó bắt thật các bạn. Rồi, các bạn như vậy là tôi và Côn đều mỗi người 1-1 nhá. Thì bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục sang vòng tiếp theo nhá. Hy vọng giờ là cứ hiệp phụ trái một, ai vào ai không vào là thắng thua luôn. Hy vọng là tôi sẽ không mắc sai lầm. Quả thứ hai, quả hiệp phụ thứ hai. Vào. Rồi vào. Hy vọng côn lần này sẽ mắc sai lầm các bạn. Có các bạn ơi, bác Ngọt hy vọng tôi mắc sai lầm thì tôi lại hy vọng tôi không mắc sai lầm nhé các bạn nhá. Quả phụ thứ hai của anh Côn. Tít. Tâm ơi, Tâm đi đây ơi. Rồi các bạn ơi. Tôi đã là người nhà vô địch và đã có 1 triệu đồng nhá. Thì là Tâm ơi, bây giờ là anh sẽ 1 triệu này thì anh sẽ cho em 500 để em về em mua. Đừng em mua anh. Gì thì mua, còn 500 thì anh đi chữa giấy thì giờ okay. Thế nói rồi đấy. Dạ này hơi ngứa các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, thua bác Ngọt cay thật nhưng mà bác Ngọt chiến thắng cũng rất là xứng đáng nhé các bạn nhá. Vậy là clip này bác Ngọt đã chính thức là nhà vô địch thì tôi sẽ ban cho các bác Ngọt 1 triệu nhá các bạn nhá. Các bạn mà thấy clip hay hay các bạn thấy clip không hay các bạn cũng chia sẻ video cho mọi người khác cùng xem nhá. Các bạn thích chúng tôi chơi cái gì với quả bóng bầu dục này thì các bạn bình luận phía dưới nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.